xin giới thiệu các bạn, đây là tầm gửi nghiến này. Đây, củ này to. Đây, hôm nay tôi xin giới thiệu các bạn về là cách chế biến cái tầm gửi nghiến này. Tầm nghiến này các bạn mua về các bạn ngâm nước một lúc. À, ngâm nước một lúc xong bắt đầu các bạn dùng dao. Và có thể các bạn cạo ngoài thôi cũng được này. Cạo đây này, đấy. Đây, cạo. Đấy, đến cái phần đỏ đỏ này nhá. Đến cái phần đỏ đỏ này là thường là ta dừng lại này, hoặc có thể gọt đi được, nhưng mà tốt nhất là các bạn cạo cho tiết kiệm nha. Các bạn ngâm nước lúc đó nha, giờ nó mềm rồi. Rồi các bạn cạo nhá, cạo hết cái vỏ ngoài đi. Đấy, bây giờ tôi các bạn sẽ sơ chế cái này nhá. Sau khi sơ chế cái này xong thì sẽ thái lát rồi ngâm rượu hoặc phơi khô tùy ý các bạn nhé. Đấy, đây chính là cái tầm gửi nghiến ấy. Xin giới thiệu các bạn này củ tầm gửi nghiến này. Xin giới thiệu các bạn này tầm gửi nghiến rồi, đã làm xong rồi, cạo sạch vỏ rồi. Cạo sạch vỏ nhé. Các bạn chỉ cạo đi thôi để cái nước này nó còn ngoài nó còn hồng hồng. Nếu các bạn gọt đi ấy, nếu các bạn gọt hết đi thì nó sẽ mất cái hồng hồng rồi đi. Còn lớp trắng này. Đấy. Cố gắng các bạn lấy nốt cái lớp hồng hồng này, sẽ rất là tốt nha. Còn nếu các bạn gọt hết đi thì nó không còn gì nữa. Thì các bạn cạo nha. Tầm gửi nghiến thì bây giờ ta chế biến thì có rất là nhiều cách. Nhưng mà thông thường ấy thì muốn làm gì thì làm, thì tôi thì thường hay là thái ra, phơi khô. Sau đó thì dùng để hãm nước hoặc ngâm rượu. Các bạn cũng có thể dùng nguyên này ngâm rượu cũng được, nhưng mà cái này nó nhiều lượng nước nên ngâm rượu nó sẽ nhạt, nó không ngon. Thì hôm nay tôi sẽ lấy một ít từ ngâm rượu cả một đoạn này luôn, một ít tôi sẽ phơi khô thái lát để cất đi ngâm rượu sau nha. Rồi bây giờ tôi sẽ làm một ít để tôi ngâm rượu. Này, ngâm rượu thì các bạn dùng cái loại này, các bạn để nguyên cả củ cũng được, nhưng mà để nguyên cả củ thì ngâm thì nó sẽ rất là lâu. Đấy, cho nên các bạn để hoàn thành một đoạn ngắn một thôi nha, hoặc các bạn thái lá cũng được. Đấy, thì tôi thì chọn phương pháp là tôi sẽ thái ngắn ngắn là từng đoạn một nha. Để một cái chảo to. Đấy, tầm gửi nghiến đây, nó đỏ hồng trong. Đấy nha, tùy cho các bạn nha, các bạn muốn nhanh hơn thì các bạn thái mỏng nữa này. Đúng, các bạn chẻ đây, tùy ý nhá. Tiếp tục làm đoạn nữa. Đấy. Ôi, nhiều quả tầm nghiến nó già quá khó thái, thôi các bạn cứ băm. Đây, vào đấy.
Rồi, bây giờ tôi sẽ cân liều lượng nhá. Đây, xin tiếp tục món tầm gửi nghiến để ngâm rượu. Đây là cái loại tươi nhá. Tôi đã đây này, rất là hồng, rất là đẹp các bạn nhá. Đây này, đấy. À, hồng đẹp này. Đây là loại tươi nhá, tôi sẽ ngâm tươi một ít. Vì cách ngâm loại này thì các bạn có thể dùng cái loại bình nhựa được, nhưng mà tôi cứ chọn loại bình nhựa song long này. Hoặc các bạn có thể mua bình thủy tinh. Mua bình thủy tinh thì các bạn tránh cái bình thủy tinh Trung Quốc ra. Hoặc các bạn dùng loại sành sứ nhá. Hoặc là các bình Hàn Quốc, tùy các loại các bạn nhé. Hôm nay thì tôi dùng cái loại bình nhỏ này thôi, 3 lít này thôi. Các bạn có thể dùng cái loại 5 lít này cũng được này. Đây, 3 lít, 5 lít này. Đấy. Hoặc các bạn có thể dùng cái loại to hơn 10 lít. Đây, 10 lít. Tùy các bạn nhé, có thể các bạn dùng loại của Hàn Quốc cũng được. Nhiều loại lắm nhé. Cách ngâm rượu thì các bạn nên tráng cái bình này bằng rượu. Nha. Tráng cái bình bằng rượu đây. Để dùng yên tâm, bình mới. Đó. Rượu ngâm loại này thì các bạn nên chọn cái loại từ ít nhất là phải từ 42 độ trở lên. Nha. Các bạn xếp ở đây thôi. Ai muốn đẹp thì xếp là đẹp, không thôi. Các bạn nha. Rồi, các bạn cứ xếp vào trong bình thôi nhé. Xếp bình thường thôi. Đặt ra vào đó. Sao nó xếp hít hít rồi được. Mình ngâm mình dùng. Đó. Trong trường hợp các bạn nào có nhu cầu lấy luôn cái bình này thì tôi sẽ lại để lại cho. Bình nhựa dễ vận chuyển. Rượu thì tôi thì đặt của người quen. Rượu gạo, tôi có hai loại rượu, một loại rượu gạo nếp cái màu vàng, một loại rượu nếp thường để ngâm. Ai dùng thích nếp cái màu vàng thì ngâm nếp cái màu vàng, tôi dùng là tôi ngâm nếp cái màu vàng. Các bạn dùng rượu nếp hoặc rượu thường cũng được, nhưng mà nặng độ tí. Đây đã xong rồi nha, giờ ta đổ rượu vào thôi. Đấy, rượu này các bạn cứ đổ ngập vào thế này là được rồi. Đấy, đổ ngập rượu lên. Các bạn nhìn rõ cái mức kìa. Cái mức kìa. Đấy, ngập rượu. Ngập rượu không các bạn giấy móng các bạn bịt nắp lại ấy, quấn lại ấy, sau đó là hãy xoáy nắp nhá. Rồi thế thôi, ngâm này thì hơi lâu, ngâm bữa này thì chắc phải tầm vài tháng mới dùng được. Đây các bạn lấy dây nịt các bạn quấn hết rồi nhá. Nha. Đấy. Các bạn lấy dây nịt nịt lại nhá. Đấy, cho các bạn đã xoay nắp nhá. Thì cái nắp nó có hỏng rồi thì cái dây nịt nó vẫn đảm bảo. Đấy, xoáy chặt để ta cất đi để chỗ dâm mát nhá, tránh nắng mặt trời. Đấy, đã xong rồi các bạn. Đấy,
Các bạn có nhu cầu mua rượu ngâm các loại như tầm gửi nghiến này, tầm gửi gạo, tầm gửi dâu, ngâm ba kích, ngâm táo mèo, ngâm chuối hột, ngâm abaco, alo tôi. Chúng tôi cung cấp đầy đủ cho các bạn tất cả các loại để các bạn ngâm, có thể là hoặc là các bạn để mua loại mình ngâm sẵn nha. Liên hệ với tôi theo cái số máy đang hiện ở trên màn hình, hoặc là cái số 0932340145, website là haihuythoai.com nha. Chào các bạn nha. Chào các bạn, đây là tầm gửi nghiến. Tôi đang đoạn này là tôi sẽ thái để phơi khô. Đang thái giả đây. Tầm gửi nghiến đây. Đấy, các bạn nhìn nữa. Rất là hồng. Bên đây. Đấy. Chặt đôi cho các bạn xem nha. Đây, tầm gửi nghiến đây. Đấy. Phải thái phải khô, có thể ngâm rượu hoặc là có thể pha trà uống nước nha. Đây, thưa các bạn là tầm gửi nghiến thái xong rồi đây. Bây giờ tôi sẽ đang đi tới phơi. Đấy. Phơi khô. Các bạn sẽ đợi thành quả phơi khô của tôi sau nhá.